Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục sau trận mưa kéo dài từ hôm qua đến nay. Theo thống kê sơ bộ thì có 12 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người buộc phải di rời ở nơi ở do mưa lũ. Lượng mưa trung bình và thành phố Trịnh Châu phải hứng chịu từ 3 ngày đến nay là 449mm, mức cao kỷ lục trong 6 năm qua tại đây và chỉ trong 3 ngày đã đạt tương đương với lượng mưa trung bình năm. Các địa phương trên đã nâng cảnh báo khẩn cấp lên một mức cao nhất. Hơn 160 chuyến tàu đã phải ngừng phục vụ, ảnh hưởng đến một lượng lớn hành khách. Hàng trăm chuyến bay cũng đã bị hủy. Quân đội Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đập Yehetan tại thành phố Lạc Dương của tỉnh này có thể vỡ vào bất cứ lúc nào sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lớn. Hiện đập đã có vết rạn dài 20 mét. Quân đội đã cử các binh sĩ đến ứng phó khẩn cấp, có thể cho nổ và chuyển hướng dòng nước. Dự báo mưa lớn tại Hà Nam sẽ còn kéo dài cho đến đêm nay và hiện cơ quan phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 2, đồng thời huy động lượng lớn người và phương tiện ứng cứu nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Quảng Đông Trung Quốc phát đi 50 cảnh báo vì bão kép. Đêm hôm qua, cơn bão đầu tiên tấn công Trung Quốc cho năm nay đã đổ bộ vào thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Hơn 50 cảnh báo bão đã được phát đi. Một số thành phố ven biển nâng cảnh báo lên màu đỏ với mức cao nhất. Do ảnh hưởng của bão, 990 chuyến bay tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ba thành phố lớn ở Quảng Đông đã bị hủy tính đến chiều qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quảng Đông cho biết bão số 1 với mưa lớn và gió giật sẽ tấn công khu vực phía đông và tây tỉnh này và đồng bằng sông Châu Giang cho đến ngày mai, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác như ngập lụt, lũ quét và lở đất. Quảng Đông đã phải đưa tàu cá vào bờ và yêu cầu người làm việc tại các khu nuôi cá trên biển lên bờ tránh trú, trong khi các thành phố như Chu Hải, Trung Sơn phải đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Ngày hôm qua, các thành phố Dương Tây, Dương Giang và Đài Sơn của Quảng Đông đã phát đi cảnh báo bão màu đỏ, trong khi các địa phương khác đã đưa ra 9 cảnh báo màu vàng, 27 cảnh báo màu xanh và 13 cảnh báo màu trắng. Quảng Đông có hệ thống cảnh báo thời tiết 5 cấp độ, được mã hóa theo màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng, xanh và trắng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Quảng Đông cũng cho biết bão số 2 đang tiến đến khu vực ven biển của các địa phương tiếp giáp với tỉnh này, gồm Chiết Giang và Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia nước này, do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Tây Bắc Biển Đông sẽ có những đợt sóng lớn từ 4 đến 6 mét, trong khi khu vực phía Nam của Biển Hoa Đông được dự báo sẽ có sóng mạnh từ 6 đến 10 mét. Vùng biển ven biển các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ có sóng từ 2 đến 3 mét do ảnh hưởng từ bão số 2. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết hai cơn bão này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương mà nó đi qua. Mưa lụt lịch sử tại Trung Quốc gây vỡ đập, khách kẹt trong tàu điện ngầm. Theo thông báo chính thức từ giới chức Trung Quốc, đã có 12 người không qua khỏi vì nước lũ lớn tràn vào nhà ga tàu điện ngầm tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Rất nhiều hình ảnh quay lại hiện trường cho thấy cảnh hành khách bị kẹt bên trong toa tàu điện khổ sở bám vào tay cầm trên đầu, khi nước lũ ngập tới ngực, thậm chí lên tới cổ người trưởng thành. Thành phố hơn 10 triệu dân tại Hà Nam đã trải qua nhiều đợt mưa lũ lớn hiếm thấy, khiến nước dồn xuống dưới nhà ga tàu điện ngầm của thành phố. Trước đó, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất đối với tỉnh Hà Nam. Tại thành phố Lạc Dương, chịu tác động mạnh của mưa lũ, đập Yehetan đã bị vỡ, nước lớn ào ra làm tê liệt khu vực xung quanh. Trước đó, quân đội Trung Quốc cảnh báo đập có thể vỡ bất cứ lúc nào và điều 20.000 quân tới ứng phó khẩn cấp nhưng không thành. Giới chức địa phương đánh giá trận mưa lũ vừa qua là nặng nhất trong 60 năm trở lại đây. Riêng thành phố Lạc Dương, chỉ trong vòng 3 ngày đã chứng kiến lượng nước lũ tương đương với lượng mưa trung bình của cả năm. Mưa lũ theo mùa là chuyện thường thấy tại Trung Quốc, nhưng thời gian gần đây, nước này chứng kiến ngày càng nhiều kiểu khí hậu cực đoan do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. Giới chức địa phương đã đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm ngập nước và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Giới chức tỉnh Hà Nam cho hay tính đến chiều qua, hơn 10.000 người đã phải sơ tán do mưa lũ. Giới chức cũng cảnh báo đợt thiên tai mới nhất ở miền Trung Trung Quốc cũng khiến 16 hồ chứa nước dâng cao đến mức nguy hiểm khi mưa lớn làm hư hại hàng nghìn hecta hoa màu, gây thiệt hại lên tới khoảng 11 triệu đô la Mỹ.
khẩn trương ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Chiều hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vùng núi lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 80mm. Trong 3 ngày tới, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt, dự báo còn có khả năng kéo dài. Ngoài ra, từ ngày hôm nay đến ngày kia, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20 đến 50mm trong 24 giờ. Có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió mạnh, lũ quét và nguy cơ sạt lở, ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ triển khai thực hiện một số nội dung. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch. Phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Thông báo cho các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản biết thông tin về mưa, lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ, bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bản tin của tin mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.